Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fast Car, trung tâm mua bán xe tô đồ quay sử dụng, và mình là Ngọc Mai. Dành cho các anh chị là tín đồ của Mazda nè, hôm nay bên Mai về một loạt xe Mazda nữa cho các anh chị mình tham khảo lựa chọn ha, với giá rất là mềm mềm luôn. Bên cạnh Mai đây là chiếc Mazda 3 đời 2015. Xe này là một chủ sử dụng từ đầu nha, đi mới có 52.000 km thôi. Từ 2015 tới giờ mà đi 52.000 km và nói là rất là ít đi luôn nha. Xe thì trước xe cực kỳ cứng và cực kỳ đẹp luôn. Hiện tại bên Mai đang bán với giá là 459 triệu thôi. Và tiếp theo cũng mới về một chiếc nữa, Mazda 6 đời 2015 với giá cũng mềm mềm, xe đi rất là ít luôn, 65.000 km các anh chị nha. Hiện tại bên Mai đang bán với giá là 556 triệu. Rồi về thêm một chiếc nữa cũng là Mazda 6 luôn, đời 2016 nha. Xe này thì bên Mai đang bán với giá là 579 triệu, xe đi cũng tương đối, mới có khoảng tầm 80.000 km ha, 26 tới giờ mà 80.000 km cũng không phải là quá nhiều đâu. Bây giờ Mai sẽ đi một vòng tổng hợp tất cả những chiếc xe Mazda đang có tại Phát Ca cho các anh chị mình tham khảo lựa chọn ha. Đầu tiên thì mình sẽ đi vào chiếc xe này trước. Xe mình là biển số thành phố nè, các anh chị mình ở thành phố mình lấy xe này thì không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số khi sang tên nha. Đời 2015 mà cũng còn hỗ trợ trả góp được luôn. Các anh chị cần tư vấn trả góp thì cứ liên hệ với Mai nha. Giờ mình hãy đi xem vào chi tiết xe hơn ha. Nước sơn xe màu trắng còn rất là đẹp, rất là liền lạc nha, không có bị chày xước gì hết, rất là đồng màu từ trước đến sau luôn. Vỏ thì anh chủ mình đã có lên vỏ mới nha, là vỏ Michelin đời 2020. Ra gió còn cực kỳ sâu luôn. Xe này là vỏ bao xài luôn nè các anh chị nè. Đó, bốn vỏ mới hết các anh chị. Phần cốp nè, cho các anh chị xem luôn ha, đi sơ từ cốp lên nha. Tại vì video này là video tổng hợp đó, nên là Mai sẽ không thể đi chi tiết từng cái cho các anh chị mình xem. Những cái điểm mà trên xe Mai sẽ đi sơ qua cho các anh chị ha. Phần áo trùm xe vẫn còn nè, nỉ trong cốp cũng rất là sạch và rất là đẹp nè. Lớp dự phòng thì ga gió còn cực kỳ sâu và rất là mới luôn. Bộ dụng cụ sửa chữa là còn đầy đủ hết ha. Đây, mình đi vô phía trong nội thất cho các anh chị mình kiểm tra luôn. Nội thất này là ghế da màu đen nguyên zin từ 2015 tới giờ. Chất da còn căng bóng và rất là đẹp luôn. Có trang bị cho mình lót sàn, sàn chưa anh chị, sàn này là sàn nguyên zin nha. Có trang bị cho mình màn hình cảm ứng rồi nè. Có cửa sổ trời luôn các anh chị. Dòng Mazda 3 thì có cửa sổ trời sẵn nha. Xe này thì có camera hành trình luôn các anh chị nè. Dán phim rồi. Đó, có lại chỉ số trên vô lăng luôn. Chiếc xe rất là đẹp các anh chị nè. Với tầm giá mà mềm mềm tầm này nè, thì các anh chị nếu mà muốn đời cao hơn thì bên Mai cũng có một số xe như là Vios chẳng hạn. Vios thì khoảng tầm đời 2019, số tự động đó. Tức là nếu mà các anh chị thích mà đời cao hơn, mình có thể cân nhắc lựa chọn những chiếc xe phân khúc sedan B thì Mai có cho các anh chị mình lựa luôn ha. Accent nè, Vios nè, City nè, giá cũng khoảng tầm 450 thôi. Còn nếu mà thích mà phân khúc rộng hơn chút xíu thì mình sở hữu ngay chiếc Mazda này nha. Phải nói là hiếm lắm mới về luôn. Đó. Rồi Mai sẽ đi tiếp chiếc này cho các anh chị mình luôn nè. Mazda 6 đời 2015 mà đi 65.000 km và nói là rất ít đi nha. Xe này biển số ở 84 ở đâu ta? Các anh chị có thể comment chia sẻ thêm cho Mai nha. Rồi, mình đi gần hơn xem phần nước sơn các anh chị nè. Mazda 6 thì cái chất liệu làm nên xe nó cũng khác so với những dòng Mazda 2 và nó là Mazda 3 các anh chị. Thì phần cách âm xe sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều. Xe này thì có cảm biến trước, cảm biến sau, vỏ thì ga gió cũng rất là sâu luôn nha. Đó, xe ít đi các anh chị nè. Có dán phim cho mình rồi. Xe này vừa mới về mà chưa có quay chi tiết các anh chị. Lát nữa quay xong cái clip tổng hợp này cho các anh chị, mà sẽ quay thêm clip chi tiết ha. Phần nội thất của mình là ghế da màu đen từ 2015 tới giờ. Anh chủ thì có trang bị cho mình hai cái màn hình gối đầu phía sau rất là xịn sò nha. Xe những dòng này thì chỉ có chạy gia đình thôi, không có ai mua xe Mazda 6 về kinh doanh dịch vụ đâu, nên chị mình yên tâm nha. Có đầu CD nguyên zin, rồi lấy chỉ số trên vô lăng, ghế lái thì chỉnh điện nhớ ghế thì hai vị trí nha. Rồi cruise control nè, cửa sổ trời rất là đầy đủ luôn. Da ghế thì còn mới và rất là căng bóng đẹp ha. Hiện tại bên Mai đang bán xe này với giá là 556 triệu. Anh chị nào quan tâm chiếc xe này thì liên hệ ngay với Mai nha. Mình sẽ đi tiếp bên này các anh chị. Xe này cũng mới về nè. Mazda 6 đời 2016 biển số Đồng Nai. Xe này thì đi được 80.000 km rồi. Bên Mai đang bán với giá là 579 triệu. Mình đi vào chi tiết xe này luôn nha. Nước sơn màu trắng nè. Xe có cảm biến trước, cảm biến sau, rửa đèn pha, đèn bi. Xe này thì đăng kiểm đường bộ còn tới tháng 4 năm 2023. Vỏ của mình cũng đã là vỏ này là có thay rồi các anh chị, thay mới rồi các anh chị về mình không cần thay ha. Ga gió rất là sâu luôn, bao xài luôn. Đây cho các anh chị mình xem nội thất nè. Ghế da cũng màu đen, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện các anh chị.
Về trang bị option thì xe này cũng tương đương và hơn chiếc 2015 một chút xíu nhé. Hơn chiếc 2015 chút xíu. Đầu CD nguyên zin nè, ghế lái ghế phụ chỉnh điện nè, cửa sổ chơi nè. Cảm biến thì cảm biến trước sau luôn nha. Mazda 6 thì nó dài hơn chiếc Mazda 3 bên cạnh. Các anh chị nếu mà để ý lát nữa đi ra phía sau đuôi mình thấy nó sẽ dài hơn một chút xíu nha. Đó, form đây là cùng một đời nè, cùng một form hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra phía sau, mình sẽ giới thiệu thêm cho các anh chị một số xe nữa. Mazda 3 bên Mai đang còn một loạt xe sedan mà đời 2018. Đây, các anh chị nào mà ở thành phố mà thích phong thủy mình màu đen có thể sở hữu ngay chiếc này. Mazda 3 sedan đời 2018, xe này biển số thành phố luôn. Anh chủ có lên cho mình một cái mặt ca lăng mới á, nhìn cái form dáng nó cũng đẹp hơn ha. Xe này hiện tại là đi được 49.000 km, bên Mai đang bán với giá là 578 triệu nhé. Cho các anh chị xem phần nội thất nè. Đây, nội thất da ghế màu đen ha. Có lạy chuyển số trên vô lăng, cruise control, phanh tay điện tử nha. Đã có trang bị cho mình màn hình nè, lạy chuyển số trên vô lăng, cruise control, chế độ lái sport, các anh chị phanh tay điện tử, cửa sổ chơi nha. Đó, các anh chị nào mà có nhu cầu mà tìm một chiếc xe Mazda 3 hoặc là Mazda 6 với tầm giá khoảng tầm 600 đổ lại thì mình tranh thủ thời điểm này nhiều xe thì giá cũng tốt hơn ha. Phía dưới này tiếp tục một chiếc Mazda 6 nữa đời 2016, xe này thì đi được 7 vạn các anh chị, 7 vạn 8 ha, bên Mai đang bán với giá là 588 triệu nhé. Xe này cũng màu trắng luôn. Mâm thì anh chủ có sơn cho mình vào màu xám nè, heo thắng thì màu đỏ các anh chị. Nội thất cũng là ghế da màu đen, ghế lái chỉnh điện như ghế hai vị trí, ghế phụ chỉnh điện, đầu DVD nguyên zin nha, cửa sổ chơi. Trang bị thì y chang chiếc Mazda 6 đời 2016 phía trên kia các anh chị. Đó, chỉ khác nhau về ô đô và chiếc xe chút xíu thì giá nó cũng có chênh lệch đôi chút các anh chị ha. Mình muốn xem xe trực tiếp thì cứ ghé lại bên Mai, địa chỉ là 642 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức ha. Xem xe chi tiết đi, mình xem cho nó dễ rồi mình có thể lựa chọn, tại vì bên Mai có rất là nhiều xe luôn. Đây, tiếp tục lại một chiếc nữa, Mazda 6 đời 2016 nữa. Xe này thì đặc biệt đi mới có 50.000 km thôi, bên Mai đang bán với giá là 599 triệu nha. Nước sơn màu bạc, mặt ca lăng thì anh chủ có lên viền chrome rất là sang luôn. Xe này ít đi các anh chị nên là giá nó sẽ nhỉnh hơn mấy xe kia chút xíu nha. Nhìn vào cái chất da, chất nội thất thì các anh chị sẽ biết được nè. Trang bị cho mình là lót sàn simili rồi các anh chị, có nẹp bước chân trong ngoài. Còn những cái option theo xe thì vẫn y chang những chiếc xe kia. Đầu DVD nguyên zin ha. Rồi cửa sổ chơi, lại chiếc số trên vô lăng, cruise control đầy đủ các anh chị nè. Rồi mình đi lên phía trên này, mà còn một chiếc Mazda 3 hatchback đời 2018 nữa. Xe đó thì ít đi cực kỳ luôn nha, đi mới có 34.000 km thôi. Phía bên này, ở trên này luôn. Đây cho các anh chị mình xem nè. Ở phía dưới kia thì chiếc đời 2019 đi lướt 12.000 máy bán rồi. Đây đây, Mazda 3 2018, xe này là bản hatchback nha, bên Mai đang bán với giá là 568 triệu, màu trắng luôn, biển số Đồng Nai nè. Đi có 34.000 km các anh chị, cực kỳ cứng luôn, vỏ vẫn còn là vỏ zin theo xe nha. Đó, nội thất này các anh chị, xe này full là sự bảo dưỡng hãng nên các anh chị mình yên tâm nha. Trang bị option thì y chang mấy chiếc kia các anh chị, không có gì thay đổi hết, chỉ có là form dáng phía sau đuôi nó là bản hatchback 5 cửa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên phía trên kia, mai còn một chiếc vàng ghi và một chiếc màu đen nữa, cho các anh chị xem thêm hai chiếc xe kia nữa ha. Mình tiếp tục đi lên phía trên này nha. Lại là một chiếc Mazda 3 đời 2018, xe này thì nước sơn màu vàng ghi nè, dành cho các anh chị mình thích phong cách sang trọng hơn một chút xíu nha. Xe này thì đi được cũng khoảng tầm 51-52.000 km rồi, biển số Bình Phước các anh chị nè. Xe này thì bên Mai cũng đang bán với giá là 578 triệu các anh chị. Đó, nội thất nè. Xe này cũng full lịch sự bảo dưỡng hãng luôn á các anh chị nha. Đây cho các anh chị xem phần nội thất phía dưới nè. Quan trọng thì ở đây mình xem thêm cái màu nào mà mình ưng nữa các anh chị nha. Đó, xe đời 2015 trở lên với giá từ 350 triệu trở lên, Mai sẽ có hỗ trợ trả góp nên các anh chị mình yên tâm ha. Những chiếc xe mà ở tỉnh á, thì Mai sẽ bao rút hồ sơ cho các anh chị mình luôn, không cần phải lo lắng về vấn đề thủ tục giấy tờ ha. Hoặc các anh chị mà ở tỉnh xa mà không có tới xem xe được á, thì mình ưng chiếc xe nào ở đây nè, chốt giá đặt cọc đi, Mai giao xe về tận nhà cho các anh chị mình kiểm tra. Nếu mà đúng với video Mai cam kết, đúng với hình ảnh với Mai gửi cho các anh chị nè, rồi đúng với cam kết bên Mai là không đâm đụng, không ngập nước, không đầy tô động cơ hộp số nè, thì bao tết hạn luôn các anh chị nha, thì mình mới ký mua bán, ký ủy quyền ở gần nhà các anh chị mình luôn, không cần phải đi đâu hết, an toàn mùa dịch ha.
Rồi tiếp đến nè, máy có một chiếc nữa màu trắng, cũng là bản hatch, bản sedan luôn, đời 2018. Xe này biển số ở Đồng Nai, bên máy đang bán với giá là 568 triệu. Xe này thì đi hơi nhiều hơn chút xíu nên là giá sẽ mềm mềm hơn xíu ha. Xe này gốc Sài Gòn luôn, các anh chị Sài Gòn lấy xe này mình không có tốn 20 triệu tiền biển nha. Đây cho các anh chị xem xe qua phần nội thất nha. Sàn có lót 5D, trần thì còn nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị. Trang bị option thì không khác gì mấy chiếc kia. Cũng cửa sổ trời, cũng màn hình lại chỉ số trên vô lăng, cruise control, phanh tay điện tử, chế độ large sport ha. Đây Accent 2020, 2021 mà cả hai chiếc luôn. Tiếp đến còn chiếc cuối cùng, Mazda 3 đời 2018 luôn. Xe này bên Mai đang bán với giá là 578 triệu, xe đi được 51.000 km rồi, biển số ở Bến Tre nha. Xe này như Mai quên mang chìa khóa ra rồi, không có chìa khóa ở đây rồi các anh chị. Các anh chị nếu mà quan tâm xe này thì liên hệ với Mai đi, Mai sẽ gửi thông tin chi tiết cho các anh chị mình xem nha. Mấy cái xe ở đây thì Mai đã có quay video chi tiết hết rồi. Các anh chị nếu mà quan tâm chi tiết một chiếc xe nào đó thì inbox cho Mai đi theo số điện thoại bên dưới nè. Mai có dùng Zalo á. Rồi gửi cho Mai là anh chị đang quan tâm chiếc nào đó, Mai sẽ gửi hình ảnh, video, thông tin chi tiết cho các anh chị mình tham khảo. Nếu ưng xe rồi thì mình cứ chốt giá đặt cọc đi, rồi ghé qua xem xe cũng được, hoặc là ghé qua xem trực tiếp tại địa chỉ của bên Mai là 642 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức nha. Ký mua bán, ký ủy quyền ở gần đây cũng có luôn, hoặc là các anh chị nếu mà Mai giao xe về tận nhà thì ký ở gần nhà các anh chị mình luôn ha. Hiện tại thì Fastcar đang cần mở rộng kinh doanh thêm rất là nhiều, cần thu mua thêm rất là nhiều xe qua sử dụng luôn. Các anh chị nếu mà mình có xe không có nhu cầu sử dụng nữa thì bán lại cho bên Mai đi, hoặc là mình cần lên đời đổi xe thì cứ liên hệ với Mai, gửi cho Mai một ít hình ảnh thông tin xe, Mai sẽ hỗ trợ định giá xe miễn phí cho các anh chị mình luôn nha. Tính toán cho anh chị thử là bù trừ bao nhiêu nè, rồi những xe đang còn góp ngân hàng thì Mai cũng hỗ trợ được luôn ha, thanh toán một lần nhanh gọn lẹ luôn, các anh chị mình không cần lăn tăn mấy vấn đề đó ha. Hiện tại thì bên Mai cũng đang về thêm rất là nhiều xe nữa như EcoSport nè, Accent nè, rồi City nè, rồi đang có về thêm CX5 và Tucson nữa. Các anh chị nếu mà quan tâm những dòng xe kia thì có thể liên hệ với Mai, để lại nhu cầu cho Mai đi, để khi xe về Mai sẽ gửi ưu tiên cho các anh chị nha. Nếu các anh chị xem mà thích video này, nhớ cho Mai xin một like, comment, chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới, hoặc là theo dõi kênh của Fastcar đi, bấm vào biểu tượng chuông thông báo để khi bên Mai về xe đăng lên thì các anh chị mình là người đầu tiên xem được nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.